Tôi sẽ bắt đầu với Rinh Tô Nhì chương 5. Tôi muốn chúng ta cùng mở ra. Chúng ta sẽ chỉ nhìn qua vài điều mà tôi nghĩ các bạn cần phải nghe. Trong Rinh Tô Nhì chương 5, Chương này đặc biệt quan trọng. Paulo đang nói về những người làm chức vụ. Ông đang nói về tại sao ông là con người như vậy, động cơ đằng sau đời sống của ông. Một phần là sự tôn kính, kính sợ Chúa, còn lại là tình yêu Đức Chúa Trời trong đường Chris. Nhưng tôi muốn dùng phân đoạn này và vài câu khác nữa để truyền tải đến các bạn, đến tấm lòng các bạn. Tôi muốn các bạn phân biệt Xem các bạn đã thực sự biết Chúa hay chưa? Tôi muốn các bạn phân biệt xem Ngài có biết các bạn hay không. Sao nói ở đây, hãy cùng nhìn vào phân đoạn này, câu 16. Bởi đó, từ dài về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Chris, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài theo cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Chris thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Và ông nói trong câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Nếu như tôi chỉ đến đây hôm nay và nhìn vào các bạn theo xác thịt, Nhìn vào các bạn theo lý luận và logic, tôi có thể kết luận vài điều về các bạn mà không đúng. Tại sao? Bởi vì điều tôi đã nói khi tôi mới bước lên bục giảng này, tôi có một sự ngưỡng mộ sâu sắc cho ngôi trường này. Tôi không nghĩ bạn có thể ở trong một trường đại học nào khác mà được bày tỏ tin lành thực sự của Đức Christ hơn là ở đây. Giờ, vì trong đầu tôi nhận định như vậy, bạn có thể nghĩ rằng tôi sẽ đến đây và nói một sứ điệp hoàn toàn cho các cơ đốc nhân. Một sứ điệp cho mỗi người các bạn bởi vì rõ ràng tất cả các bạn phải là cơ đốc nhân. Bởi vì các bạn đều đến ngôi trường này, ngôi trường mà tôi rất ngưỡng mộ, nơi mà tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ được giao giảng hàng ngày, bởi vậy nếu tôi nhận định theo xác thịt tôi sẽ đến đây và dạy về đời sống cơ đốc nhân hoặc dạy về chức vụ cơ đốc nhưng tôi sẽ không kết luận như vậy theo xác thịt tôi muốn các bạn biết rằng tôi biết tôi biết rằng mặc dù các bạn đang ở một trong những ngôi trường tin lành tốt nhất nước mỹ và thế giới vẫn có vài người các bạn ngồi đây hiện đang nghe tôi nói đây các bạn đã nghe tin lành hết lần này đến lần khác và tấm lòng của các bạn cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thực sự được cuốn hút vào nó các bạn không biết chúa và chúa không biết các bạn bạn biết không, thật sự là phước hạnh lớn khi được bày tỏ liên tục với những sự dạy dỗ của tiên lành. Nhưng cùng lúc, đó cũng là một nguy hiểm khôn xiết. Tôi dạy dỗ các con cái mình, thường là bốn hoặc năm lần một tuần, cùng học kinh thánh với các con tôi. Chúng đã được nghe nhiều tin lành trong vài năm qua hơn là tôi đã được nghe cho đến khi tôi khoảng 30 tuổi và tôi luôn dùng kinh thánh nhắc chúng rằng đó là một đặc ân lớn cho chúng khi được nghe những điều đó từ cha của mình và trách nhiệm cung lớn như thế nào chúng ta có thể đồng nhất mình với đấng Chris và đồng nhất mình với thân thể của đấng Chris trong hội thánh hay đồng nhất mình với một trường đại học kinh thánh và rồi vẫn ở ngoài đấng Chris vậy điều gì xác định đúng lời tuyên xưng đức tin của chúng ta điều gì chứng minh rằng chúng ta thực sự là cơ đốc nhân và tôi muốn nhìn vào những điều đó sáng hôm nay nhưng tôi cầu nguyện tôi xin rằng các bạn hãy lắng nghe hãy lắng nghe tôi hãy lắng nghe như thể các bạn chưa từng được nghe trước đây không phải bởi vì tôi là diễn giả tốt nhất từng đứng trên bục giảng này bởi vì tôi không phải nhưng hãy nghe tôi bởi vì các bạn đã có thể được nghe những diễn giả tuyệt vời trong quá khứ mà các bạn vẫn chưa được biến đổi các bạn vẫn chưa có đơn chris trong ngăn sâu kín nhất của tấm lòng các bạn chỉ toàn là tội lỗi và bản thân và kiêu ngạo và thế gian là không phải Đức Chúa Giêsu Christ hay tình yêu cho tin lành của Ngài. Giờ tôi muốn nhìn vào một vài điều ở đây trong Kinh Thánh trước khi chúng ta đến với phần giảng dạy chính. Hãy nhìn vào đây. Đầu tiên, trong câu 13, và hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi rẻ giữ, ấy là vì anh em, đó là các con cái Chúa. Vì tình yêu thương của Đức Chris cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Phaolô đang nói gì ở đây? Điều gì lãnh đạo đời sống cơ đốc nhân của ông? Đầu tiên, trong câu 13, đó là Chúa. Tình yêu dành cho Chúa. Một tâm trí hướng về Chúa. Những việc ông làm, ông thực sự mong muốn làm vì Chúa. Và khi ông không làm vì Ngài, nó khiến ông đau đớn. Nó khiến ông đau lòng. Ông ăn năn. Tại sao Phaolô sống một đời sống như vậy được? Ông sống vì Chúa. Giờ hãy để tôi hỏi các bạn một câu. Đời sống của các bạn. Đời sống của các bạn trong trường đại học này. Học vị mà các bạn đã chọn. Phong cách sống mà các bạn đang đi. Nó có phải là vì Chúa hay không? Đừng đùa giỡn với tôi. Nó có thực sự là vì Chúa hay không? Đừng chỉ nói lời Chúa. Nó có thực sự là vì Chúa hay không? nếu chúng ta phải mở căn phòng trong tấm lòng mà cất giữ động cơ của chúng ta chúng ta sẽ thấy điều bạn làm bạn có thực sự làm cho chúa hay điều đó hoàn toàn là vì bạn trong danh của chúa đó là câu hỏi Phaolô nói ông được thúc đẩy bởi tình yêu cho chúa và ông cũng nói trong câu 13 nếu chúng tôi rẻ giữ là vì anh em một động lực lớn nữa trong cuộc đời ông đó là ông làm những công việc đó, không chỉ bởi tình yêu cho Đức Chúa Trời, nhưng cũng bởi tình yêu cho các con cái Ngài. Ông thực sự yêu dân sự Chúa. Ông muốn được ở cùng dân sự Chúa. Ông muốn được giúp đỡ dân sự Chúa. Và chúng ta thấy điều này xuyên suốt Tân Ước. Chúng ta thấy điều này khi chiều dọc của thập tự giá xác nhận giá trị của chiều ngang. Chúng ta thấy điều này trong răng nhất. Nếu ai nói yêu Đức Chúa Trời mà không yêu anh em mình, chúng ta thấy trong Matthew 25 sự phân chia giữa các dân tộc chiên và dê. Những kẻ vô tín trong Đấng Chris bị vạch trần bằng sự thật rằng họ quan tâm rất ít đến các con cái Chúa. Giờ hãy để tôi hỏi các bạn học sinh một câu. Các bạn có đang làm điều bạn làm vì Ngài không? hay ngài chỉ là một mảnh quần áo nào đó mà bạn mặc lên một món đồ bề ngoài nào đó một lời tuyên xưng đơn thuần hãy tự hỏi câu hỏi này trong tấm lòng của mình hãy tự hỏi mình hãy là người giảng dạy cho chính mình sáng ngày hôm nay giảng cho tấm lòng mình hỏi tấm lòng mình tôi có thực sự làm điều tôi đang làm vì ngài hay không và vài người trong các bạn đang giả vờ cho qua. Vài người trong các bạn đang bị bẫy trong tội lỗi. Vài người trong các bạn đang sống trong đời sống thế gian và xác thịt. Các bạn sẽ phải nói, không, tôi đã sống một lối sống xác thịt ở giữa Siôn, ở giữa một nơi mà tin lành được giao giảng. Tôi đã sống một đếp sống xác thịt, tấm lòng tôi đầy xác thịt. Tôi đã say xưa nó, tôi suy nghĩ những tư tưởng xác thịt khi tôi bước vào tòa nhà này, và tôi vẫn sẽ nghĩ những suy nghĩ đó khi tôi rời đi, và ngày hôm nay cũng sẽ chỉ như bao ngày khác. Tôi đang cố khiến các bạn đau, đừng hiểu nhầm về điều đó. Nhưng để giúp các bạn, tôi đang cố làm các bạn đau. Hãy suy nghĩ, hãy phân biệt, thử nghiệm. Điều các bạn làm có phải vì Chúa không? Điều các bạn làm có phải vì tình yêu cho Chúa và dân sự của Ngài không? Ông tiếp tục và ông nói ở đây, câu 17, Vậy nếu ai ở trong đường Chris? Giờ hãy chú ý tính bao hàm của tuyên bố này. Ông không nói nếu vài người ở trong đường Chris. Ông không nói trong phạm vi của đường Chris có những cấp bậc khác nhau ông không nói rằng tất cả những con người xác thịt này đều ở trong đấng chris và là cơ đốc nhân thật nhưng chỉ một vài người họ thực sự trưởng thành hơn và có vẻ biết cơ đốc nhân là như thế nào và họ sẽ được đi cùng chúa phần còn lại không như hề như vậy chút nào nhưng tất cả đều ở trong đấng chris đó không phải điều ông nói ông nói nếu ai nếu bất cứ ai ở trong đấng Christ, ở trong đường Christ là một cách nói khác của nếu ai là cơ đốc nhân. Nếu ai được cứu, họ đều là tạo vật mới. Bạn có phải một tạo vật mới không? Ở đây chúng ta sẽ đi vượt trên cách sống. Ở đây chúng ta sẽ đi vượt trên sự tuyên xưng của đức tin vậy chúng ta sẽ làm gì bản chất chúng ta sẽ đào sâu ngay bây giờ chúng ta sẽ nói về bạn trong bản chất sâu thẳm nhất của bạn bạn có phải một tạo vật mới không với những khao khát mới bạn có phải không có một khái niệm trong thư tín của Phaolô, chúng ta thấy nó trong Roma, trong Epheso Colosse, đó là ý tưởng về việc mặc lấy Chúa Giêsu, cởi bỏ thế gian và mặc lấy đấng Christ, mặc trang phục bằng đấng Christ, đó là thật, đó là đúng kinh thánh. Nhưng ông đang nói trong văn cảnh của một người đã được biến đổi hoàn toàn từ bên trong. Vậy, nền cơ đốc không phải chủ yếu là về mặt đạo đức nền cơ đốc không phải là cầm lấy một quyển sách và tìm thấy toàn các nguyên tắc mới để sống theo và học nhồi nhét nó chỉ để đời sống của bạn tuân thủ những quy tắc đó đó không phải nền cơ đốc nền cơ đốc rất quyền năng sự biến đổi rất quyền năng đến nỗi nếu một người được biến đổi và không có một tiếp cận nào đến bất cứ quy tắc nào trong kinh thánh anh ta vẫn sẽ sống theo một cách khác bạn hỏi ông chứng minh được không? Nó được chứng minh mỗi ngày trên toàn thế giới, ở những nơi mà người ta đang chết vì đấng Christ, và thậm chí họ còn không có đủ bộ tân ước. Chúng ta cần kinh thánh, chúng ta cần đổi mới tâm trí, chúng ta cần mặc lấy đấng Christ và chúng ta cần tất cả những điều đó, nhưng trừ khi từ bên trong. Bạn là một tạo vật mới. Nếu không tất cả chỉ là tôn giáo, chỉ là giữ luật pháp, chỉ là Pharisee. Vấn đề ngày nay trong nền cơ đốc Mỹ đó là bạn không cần phải là người Pharisee và bạn vẫn có thể là một phần trong hội thánh. Bạn có thể xưng nhận đứng Chris và bạn thậm chí không cần phải tỏ ra đạo đức giả. Bạn có thể xưng nhận đứng Chris sống như ma quỷ và vẫn ở trong thân thể. Bạn vẫn không sao. Bởi vì tin lành của chúng ta, sự dạy dỗ và thần học của chúng ta quá tệ. Nhưng các bạn không học về đứng Chris như vậy ở nơi này. Các bạn biết mình đã được dạy rằng nếu ai ở trong đứng Chris đó là tạo vật mới. Bạn có phải tạo vật mới không? Bạn có còn nhớ trước đây bạn thế nào không? Bạn có nhớ giây phút mà bạn được biến đổi không? để tôi cho bạn một ý tưởng chỉ là một minh họa nhỏ của sự biến đổi bởi vì tôi muốn làm rõ điều này có một cảm nhận hiện tại rằng chúng ta đang ở trong đấng chris chúng ta được thay đổi chúng ta thay đổi từ bên trong trở thành một tạo vật mới với một tấm lòng mới tấm lòng bằng đá đã được cất đi tấm lòng bằng thịt được thay thế vào vị trí của nó điều này nghĩa là gì giây phút chúng ta tin giây phút chúng ta được cải hóa chúng ta thay đổi nhưng sự thay đổi này cứ tiếp tục nó cứ phát triển tôi sẽ cho một ví dụ một người hư mất hoàn toàn chưa cải đạo anh ta thức dậy vào buổi sáng và muộn giờ làm anh ta chạy ra ngoài cửa ngoài trời tuyết rơi anh có một cuộc họp quan trọng anh vẫn chưa hoàn thành xong công việc anh ta căng thẳng cực độ khi anh ta đang chuẩn bị mở cửa nhà zagara lấy xe thì vợ anh ta đến và nói rằng anh đi vứt rác được không anh ta quay ngoắt người lại và gắt lên. Cô bị sao thế? Cô không biết tôi đang có cuộc họp. Cô không biết tôi đang muộn. Cô không biết thế này thế kia sao? Cô tự đi vứt rác đi. Tôi quá chán và mệt mỏi với cô rồi. Anh ta bước ra khỏi cửa. Anh cảm thấy hoàn toàn chính đáng với tất cả mọi việc anh làm. Anh ta có thể biện minh cho mọi thứ. Anh phải chịu áp lực. Anh đang gặp rắc rối. Vợ anh thì không hiểu biết tất cả mọi thứ. Anh ta vẫn đi làm và hoàn toàn ổn. Ba tháng sau, anh được biến đổi thực sự biến đổi. Anh ta thực sự trở thành một cơ đốc nhân, thực sự. Sáu tháng sau, cảnh tương tự lặp lại. Ngoài trời tuyết rơi, anh ta muộn làm. Anh có một cuộc họp quan trọng mà sếp của anh ta khiến anh ta lo sợ đến mức nín thở. Anh ta thực sự đang gặp rắc rối to. Anh còn chưa chuẩn bị xong mọi việc. Anh lo lắng cực độ. Anh bước ra cửa nhà và vợ anh ta tiến đến nói rằng anh đi vứt rác được không? anh quay lại và gắt lên em bị sao thế em không biết anh muộn giờ rồi sao anh ta làm y như lần trước bạn có thể hỏi vậy có gì khác biệt giây phút anh ta làm như vậy nó như một con dao đâm xuyên trái tim anh và xoay anh ta biết anh đã phạm tội anh biết anh đã sai anh biết anh phải ăn năn, nhưng anh ta cố chống lại suy nghĩ đó. Anh vẫn bước ra khỏi cửa, vào trong xe. Giờ anh thực sự khốn khổ. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lái xe đi làm và đến cuộc họp. Và cuối cùng, anh nói với sếp rằng đợi một chút tôi sẽ có mặt trong 5 phút nữa. Anh nhấc điện thoại lên và xin vợ mình tha thứ. Điều gì đã xảy ra? Điều xảy ra ư? Đó không phải là anh ta đã được mặc lấy một lối sống mới. Anh đã trở thành một tạo vật mới, với một mối quan hệ mới nhưng không phải chỉ là với Chúa, mà là với tội lỗi. Anh không thể chịu đựng như vậy được nữa. Nó đã bắt được anh ta. Tại sao? Vì nhiều lý do. Và một lý do đó là anh đã thực sự là một tạo vật mới. Một minh họa của Charles Spurgeon về hai con lợn con, hay là một con lợn con với hai đĩa đồ ăn tôi không biết các bạn đã nghe chưa ông lấy chiếc đĩa đẹp với những đồ ăn ngon nhất của california đặt một bên và một bên là một đống rác ông thả con lợn con ra ở đằng sau nó sẽ đi về hướng nào tôi lớn lên ở trang trại tôi biết chính xác nó sẽ đi đâu nó sẽ đi đến đống rác tại sao vì nó là một con lợn đó là điều mà lợn làm lợn ăn rác chúng thích nó chúng vẫy đuôi và không hề xấu hổ chúng ăn rác nhưng trong khi con lợn đó đang rúc đầu vào trong đống rác đó và ăn nếu tôi có siêu năng lực trong một giây để biến nó thành một con người điều gì sẽ xảy ra anh ta sẽ nhổ ngay đồ trong miệng ra đồ ăn mà trước kia anh ta thích đó anh ta sẽ nhổ ra nó khiến anh ta thấy kinh tởm và buồn nôn và anh ta sẽ mửa nó ra và khi anh ta ngẩng đầu lên quay lại và thấy bạn anh ta sẽ vô cùng xấu hổ tại sao vì anh ta không còn là con lợn nữa anh ta là một tạo vật mới và tạo vật mới này giờ không còn có thể tiêu hóa được những gì anh ta ăn trước kia nữa giờ hãy để tôi hỏi bạn một câu nếu ví dụ đó khiến bạn vất vả thì hãy biết điều này tôi chỉ vừa miêu tả về sự biến đổi sự biến đổi của tất cả những ai từng được biến đổi bạn có thể nói rằng điều này đã xảy ra trong đời sống bạn không những điều thuộc về thế gian về tội lỗi những điều tạm thời những thứ xác thịt dâm dục tôi không nói rằng một cơ đốc nhân có thể tránh được tất cả những điều đó tôi không nói rằng một cơ đốc nhân sẽ không bao giờ sa ngã tất cả những điều đó là không thể nhưng là một tạo vật mới trong đấng Chris, một cơ đốc nhân sẽ không thể chịu đựng được nó và là một người con của chúa đức chúa trời và sự quan phòng tốt lành của ngài sẽ liên tục hành động để dạy dỗ và giải phóng các con cái của ngài bạn có phải là cơ đốc nhân không bạn có phải không đừng vứt bỏ sự ngăn trở đó trong tấm lòng bạn nếu không đức thánh linh sẽ phá đổ nó đừng biện minh cho bản thân về sự cứu rỗi để đức chúa trời có thể soi sáng cho tâm trí bạn vài người trong các bạn không hề biết chúa và chúa cũng không biết bạn giờ hãy đầu phục ăn năn tin vào phúc âm hãy quay khỏi sự gian ác của mình và sự thế gian hóa và hội thánh đùa giỡn của các bạn và hãy tin vào đấng Chris đấng có quyền năng cứu rỗi nếu ai ở trong đấng Chris người đó là một tạo vật mới những sự cũ đã qua đi và những điều mới sẽ đến tôi chưa bao giờ là một người tôn giáo vợ tôi thậm chí nghi ngờ cả phép tắc lịch sự của tôi Tôi sinh ra trong những cánh rừng và vài người nói đó chính xác là nơi tôi nên ở. Tôi không giàu có, tôi không biết dùng diễn như thế nào. Trong khách sạn họ cho tôi ở tối qua, tôi quá ngạc nhiên với tất cả những thứ mới mẻ trong phòng tắm. Tôi không phải là một người quá học thức, không phải một người tôn giáo. Tôi không quan tâm đến việc phải nhìn đẹp đẽ hay sành điệu hay bất cứ điều gì khác vậy tại sao tôi lại là cơ đốc nhân tại sao không phải bởi vì tôi thích các luật lệ mặc dù giờ đây tôi có thích các luật lệ nhưng đó là vì ngài bởi vì ngài là ai vì những gì ngài đã làm nếu tôi được miêu tả về cơ đốc giáo của tôi tôi sẽ miêu tả nó như thế này tôi là một con thú hoang đã bị hạ gục bởi tình yêu của đức chúa trời trong chúa cứu thế giê xu đó là một điều của tấm lòng là một dòng sông sâu thẳm nó không hề giả tạo không phải là một thứ mà bạn mặc vào nó là một trận chiến bởi vì chính Ngài và những gì Ngài đã làm. Giờ hãy nhìn cùng tôi một chút trong sách Philip. Một trong những định nghĩa tuyệt vời nhất về cơ đốc giáo được tìm thấy trong cả Kinh Thánh. Sách Philip chương 3, câu 3. Paul liên tục phải đối diện với những con người tôn giáo, với những người giáo Judah và giáo Judah về cơ bản là gì đó là những người luôn thực hành và chú trọng vào những biểu hiện bên ngoài phép cắt bì sự hợp pháp vào đền thờ sự rửa sạch rửa tay tất cả đều là những biểu hiện bên ngoài và Paulo nói điều này chúng ta là những người được cắt bì thật những con cái thật của đức chúa trời chúng ta là những người thực sự thuộc về đấng messi làm sao bạn biết được ông tiếp tục và nói những người thờ phượng trong đức thánh linh của đức chúa trời để tôi hỏi các bạn một câu hãy trả lời câu hỏi này đừng né tránh nó hãy trả lời câu hỏi này đừng né tránh nó cuộc đời bạn có được đánh dấu bằng sự thờ phượng không tôi biết rằng tất cả chúng ta kể cả những tín đồ trưởng thành cũng có lúc phai nhạt trong niềm đam mê của chúng ta chúng ta vật lộn chống lại sự thờ ơ lãnh đạm và những điều tương tự đó là lý do chúng ta cần liên tục tháp mình vào đống Chris nhưng hãy để tôi hỏi bạn một câu đời sống bạn có được đánh dấu bởi sự thờ phượng không và sự thờ phượng bạn làm đó có được đức thánh linh giúp đỡ không không phải chỉ là xác thịt tôi đã thờ phượng không phải là tôi phải làm điều này đó là một điều bắt buộc một điều giáo huấn một điều tôi bắt bản thân phải làm tôi không nói đến những điều đó mặc dù có những lúc chúng ta phải đóng đinh xác thịt mình chúng ta phải huấn luyện bản thân chúng ta phải thờ phượng nhưng những tiến đổ thật sự đời sống họ sẽ được đánh dấu bởi sự thờ phượng họ sẽ thờ phượng Đời sống bạn có theo cách đó không? Chàng trai trẻ, hãy nghe tôi. Đời sống bạn có được đánh dấu bởi sự thờ phượng không? Bạn có thờ phượng đứng Chris không? Bạn có thờ phượng Đức Chúa Trời trong đứng Chris không? Bạn có thờ phượng được giúp đỡ, được viện trợ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh không? Có một mong muốn nào được kéo đến gần với Ngài không? Không cần phải thờ phượng, nhưng dù chỉ là một khao khát được thờ phượng, bạn có từng ao ước thậm chí được cất lên trong lúc thờ phượng không nó giống như bạn đang ở giữa một cơn thủy chiều mạnh ở thái bình dương và những con sóng cuốn lấy bạn nó vượt qua sự kiểm soát của bạn bạn có một khao khát nào không về công việc siêu nhân này của đức chúa trời trong đời sống bạn bạn có khao khát thờ phượng ngài không hay khi bạn đọc được điều gì đó trong kinh thánh và bạn muốn thờ phượng ngài không hay bạn nghe được điều gì đó và quỳ gối xuống và thờ phượng ngài không hay một điều gì tốt lành xảy ra trong cuộc đời bạn và bạn thờ phượng ngài nếu điều đó không hề có trong đời sống bạn vậy thì bạn là gì vậy bạn có cái gì vậy tôi ngạc nhiên là rất nhiều người trong hội thánh ngày nay thậm chí muốn lên thiên đàng bởi vì thiên đàng chỉ là về đức chúa trời nó là về ý muốn của chúa và chỉ về sự thờ phượng chúa mà thôi vậy mà trong hội thánh ba điều đó thường xuyên không được thực hành người ta sẽ làm mọi thứ với quyền lực của mình để né tránh nó các con trai các con gái làm ơn đời sống các con có được đánh dấu bởi sự thờ phượng không giờ vài người có lẽ sẽ phải nói không đó là bởi vì bạn chưa được biến đổi những người còn lại có thể nói tôi đã thực sự nguội lạnh các bạn biết không sự thờ phượng ở đây ngày hôm nay các bài hát được lựa chọn tinh thần của các bài hát người hướng dẫn và mọi thứ tôi đã thấy rất hạnh phúc rất vui mừng tôi cảm thấy nó giống như một cơn mưa một dòng suối sự sống nhưng vài người cơ đốc nhân các bạn tôi muốn các bạn hãy nghe tôi và nghe này tôi nói với các bạn điều này vì tôi cũng có một vấn đề tương tự tôi không phán xét các bạn tôi cũng gặp vấn đề tương tự khi các bạn có thậm chí là điều tốt nhất lặp đi lặp lại nó trở thành một thứ bình thường. Tôi nhớ lần đầu tôi đến vùng núi Andes trong một chuyến tàu. Có một nhà truyền giáo già này tên là Homer Crane. Ông ấy già như kiểu 350 tuổi vậy, ông đã ở đó suốt cả cuộc đời. Và chúng tôi ở trên chuyến tàu đó đi qua núi Andes. Tôi 24 tuổi và tôi giống như thế này. Wow, nhìn mà xem, thật hùng vĩ, thật rộng lớn. Và ông thì ngáy và tôi nghĩ thầm, sao ông ấy có thể như vậy? Khoảng 10 năm sau tôi dẫn một nhóm học sinh đi qua núi Andes và tất cả bọn họ chỉ, wow, nhìn này. Và tôi thì ngái. Bởi vì nó đã trở nên quá quen thuộc. Một trong những tội lỗi lớn nhất chúng ta phạm, chúng ta đàn ông đối với vợ mình, đó là bất cứ khoảnh khắc nào vợ chúng ta trở nên một điều gì đó quá bình thường, chúng ta đã phạm tội. Một điều thật đặc biệt, đó là lần đầu tiên vợ của bạn đưa mắt nhìn bạn và bạn nhìn cô ấy và cái khoảnh khắc thánh khiết đặc biệt đó. Bạn cảm thấy trái tim bạn như sắp nổ tung khỏi lồng ngực và cảm thấy như muốn nhảy lên. Và hai năm sau, bạn đi ra xe ô tô, cô ấy đứng ở cửa và bạn ngồi trong xe và tự hỏi sao cô ấy vẫn chưa mở cửa nhỉ? Và đó là tội lỗi. Đó là tội lỗi. Nhưng chúng ta làm điều tương tự với Đức Chúa Trời, thưa các cơ đốc nhân. Ý tôi là có những người ở Iran, ngay phút giây này đang ngồi tù tại Iran, phải chịu đựng trong những nhà tù kinh khiếp mà nếu họ có thể vượt ngục trong một giây để được ngồi đây buổi sáng ngày hôm nay, nó sẽ như thế nào với họ? Tôi không muốn tổn thương các bạn. Tôi nói rằng tôi cũng có một vấn đề đó. Nhưng hãy nghe này. Một trong những dấu hiệu của cơ đốc nhân thật đó là chúng ta thờ phượng. Một lợi ích của việc là một trong những con người khốn khổ nhất trước khi được biến đổi. Và tôi đã từng. Đó là bằng cách nào đó cảm nhận được sự thờ phượng. Khi bạn nhận ra bạn đã từng là gì, còn Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho bạn, Vậy nên đó là lý do John Newton có thể viết bài hát mà ông đã viết, Ân điển lạ lùng. Hãy xem Phaolô nói, vì chúng ta là những người được cắt bỉ thật, những người thờ phượng trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là một sự luyện tập, không phải một sự bắt buộc. Đó là công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong mỗi một con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài thúc đẩy sự thờ phượng trong đứa con đó. Ngài thúc đẩy sự thờ phượng. Đức Thánh Linh có đang làm việc trong tấm lòng bạn không? Thúc đẩy sự thờ phượng, dẫn bạn đến với sự thờ phượng lớn hơn. Rồi ông tiếp tục và ông nói, chúng ta là những người được cắt bì thật, những người thờ phượng trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hãnh diện trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn có không? Bạn có hãnh diện trong Ngài không? Ý tôi là bạn có hãnh diện trong ngài không? Bạn có vui mừng trong ngài không? Bạn có khoe mình trong ngài không? Bạn có nghĩ về ngài không? Ngài có phải là động lực của đời sống bạn không? Vinh hiển của ngài, sự huy hoàng của ngài, những gì ngài đã làm, ngài là ai, ngài xứng đáng với những gì, đó có phải những điều thúc đẩy bạn không? Bạn có hãnh diện trong Ngài không? Ngài có phải niềm tự hào duy nhất của bạn không? Ngài có phải niềm tự hào duy nhất của bạn không? Bạn có vui thích trong Ngài không? Bạn có nghĩ về Ngài không? Tôi có thể nói thật rằng sáng hôm nay chuông báo thức đã không reo, nhưng tôi thức dậy trước đó. 4 giờ 30. Tôi đã 52 tuổi rồi. Càng ngày càng khó khăn hơn để thức dậy vào buổi sáng và tôi nói với chính mình tôi nói trong lời cầu nguyện với ngài con sẽ thức dậy con sẽ làm điều đó cho ngài con sẽ không làm điều này cho những học sinh kia con sẽ không làm vì bất cứ điều gì khác con sẽ làm cho ngài con sẽ thức dậy cho ngài đó có phải đời sống của bạn con sẽ làm vì ngài. Con sẽ làm vì ngài. tại sao chúng ta không phạm tội. nếu bạn nói chúng ta không phạm tội bởi vì nó sẽ phá hỏng đời sống bạn, điều này đúng. nhưng nếu đó là mục đích cao nhất của bạn, đó là thần tượng. những tội nhân suy nghĩ theo cách đó, sự tự bảo toàn, tôi sẽ không phạm tội vì nó sẽ gây hại cho tôi. tại sao bạn không phạm tội. Bởi vì bạn muốn Ngài. Bởi vì bạn muốn Ngài. Tôi đã chia sẻ với một người anh em tôi, Holden. Tôi làm việc cùng anh ấy tại Hot Sáng nay khi chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau, tôi đã đọc một điều thật tuyệt vời trong sách phục truyền. Tôi chưa từng thấy điều này trước đó. Đức Chúa Trời phán với dân Israel, ta đã đem các ngươi ra để đem các ngươi vào. Đó là điều Ngài đã phán. Ta đã đem các ngươi ra để đem các ngươi vào. Tại sao chúng ta ra khỏi thế gian này? Tại sao chúng ta không chạm vào thứ gì ô uế? Đó không phải chỉ bởi vì chúng ta muốn được sạch. Đó không phải bởi vì chúng ta muốn trở thành người phù hợp. Đó cũng không phải bởi chúng ta muốn là một phần trong giảng diễn viên phim cứu hãnh và định kiến. Đó không phải lý do tại sao chúng ta làm như vậy. Tại sao chúng ta làm như vậy? Chúng ta bước ra bởi vì chúng ta muốn bước vào. Chúng ta tránh xa bởi vì chúng ta muốn được ở với Ngài tôi nghe những bài hát này rất thường xuyên những bài hát về thiên đàng về con đường bằng vàng cánh cửa bằng ngọc trai và tất cả những điều khác tôi không hề bận tâm tôi chỉ muốn ngài ngày hôm qua tôi chia sẻ về đống chris với một người phụ nữ trên máy bay Tôi chủ đích nói về tất cả mọi thứ mà chức vụ chúng tôi làm, tất cả, từ việc giảng dạy và giúp đỡ những đứa trẻ Bohemia đọc chữ, làm điều này làm điều kia, mua thuyền trong những khu rừng và tất cả mọi điều. Tôi nói về tất cả những điều đó chỉ để sau đó tôi có thể nói điều này. Nếu tôi chết ngay bây giờ tôi sẽ lên thiên đàng. Và không phải bởi một điều nào trong số những điều tôi vừa kể. Nhưng bởi Chúa Jesus Christ đã đổ huyết Ngài ra vì linh hồn tôi tôi hy vọng sẽ được đi vào cõi đời đời qua sợi dây màu đỏ đó và chỉ đó mà thôi vì ngài chỉ mình ngài cậu trai trẻ đều tôi hỏi bạn một câu sự trung thành của bạn nằm ở đâu cô gái trẻ sự trung thành của bạn nằm ở đâu câu kinh thánh phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời là gì nhiều lúc chúng ta nghĩ đến một kiểu thánh khiết như tu sĩ công giáo nhưng điều thực sự đang nói ở đó là gì phước cho một tấm lòng không pha trộn một tấm lòng không có sự trung thành chỉ để cạnh tranh bạn biết không chàng trai trẻ bạn được lớn lên ở một nơi mà người ta nói với bạn rằng bạn là một tội nhân bạn có thể cười bởi vì tội lỗi là một thứ khá phổ biến ngày nay được khuyến khích ở mọi cấp độ vậy nếu ai đó gọi bạn là một tội nhân thì có lẽ bạn sẽ cười về điều đó nhưng nếu tôi gọi bạn là một kẻ phản bội bất trung và tôi nói thẳng vào mặt bạn bạn sẽ sẵn sàng đánh tôi các bạn không biết rằng trong Kinh Thánh, tội lỗi là sự bất trung. Nó là sự phản bội. Các bạn có thể xưng đứng Chris trên môi miệng mình, nhưng cả cuộc đời bạn là một sự phản bội với tất cả mọi điều Ngài đã làm trên thập tư giá, với mọi điều Ngài làm. Đời sống bạn có phải là một sự phản bội không? Hay bạn thực sự biết Ngài? Các bạn có thể phản bội Ngài cách công khai và tự do không? có một sự đau đớn nào trong lòng không có một sự châm trích nào trong tâm linh không khi bạn phản bội ngài và chúng ta đều đã như vậy vì không một người nào không phạm tội nó có nghiền nát bạn như fiero đã bị nghiền nát trong đêm ông phản bội ngài không các bạn cơ đốc nhân các bạn có hãnh diện trong ngài không và sau đó kinh thánh nói tiếp đừng nương cậy bất cứ điều gì vào xác thịt tôi vô cùng ngạc nhiên với rất nhiều người tôi không nói đùa đâu những người tôn giáo những tín đồ hội thánh tất cả những người như vậy tôi hỏi họ bạn có tin đứng christ không và họ sẽ trả lời rằng có chứ đương nhiên rồi nhưng sau đó tôi tiếp tục gây sức ép cho họ với những câu hỏi và đưa họ đến một điểm mà cuối cùng họ cũng phải nói tôi nghĩ vậy tôi hy vọng tôi đủ tốt tôi hy vọng tôi đang cố gắng các bạn đã đến một điểm mà các bạn nhận ra thực chất không có một hy vọng nào cho bạn và hậu quả của sự vô vọng đó là sự hủy hoại đây là cõi đời đời rất nhiều lần khi các diễn đàn được mở ra và người ta liên tục hỏi tôi những câu hỏi như thế này, luôn luôn có một vài thanh niên trẻ, dù trên Internet hay ở đâu đó, những người này luôn cố để gài tôi. Họ nói những điều như thế này, tại sao ông ta không thả lỏng ra một chút đi? Một người hỏi tôi, tại sao ông cứ luôn nghiêm trọng như vậy? Tại sao không thỏa hiệp đi? Uống một tách trà, tắm nước nóng cho thư giãn hay làm gì đó đi? các bạn biết tại sao không bởi vì tôi đang nhìn vào ngay bây giờ nhìn vào một nhóm người mà một trong số đó vào một ngày nào đó sẽ được chuyển tới thiên đàng để được rất vinh hiển đến nỗi nếu tôi nhìn thấy họ ngay bây giờ trong trạng thái vinh hiển của họ như tiên tri daniel hay rằng đã thấy thì có lẽ tôi cũng có xu hướng cúi xuống và thở lạnh họ sẽ được vinh hiển như vậy đấy và có vài người các bạn ngồi đây hôm nay trong suốt cõi đời đời sẽ bị đảo lại là những quái vật vô luân kinh khủng nhất mà đầu óc con người có thể tưởng tượng ra. Bạn muốn biết tại sao tôi nghiêm khắc không? Bởi vì vài người trong các bạn sẽ dành cả cõi đời đời ở thiên đàng, và vài người trong các bạn trong căn phòng này sẽ dành cả cõi đời đời ở địa ngục. Giờ hãy nói xem tôi phải nghĩ và hành động như thế nào. Các bạn thấy nó thật sự đắt giá và thật sự tác động đến bạn khi bạn tin điều này. Tôi không thể đến đây và đưa cho các bạn một bài thuyết giảng và khiến tất cả mọi người ở đây bước ra và nói rằng Paul thật là một người tử tế. Các bạn có biết sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhỉ chương năm đã nói vì biết Chúa đáng kính sợ nên ông đã làm gì? Ông thuyết phục mọi người. Giờ rất nhiều người giải nghĩa sai đoạn đó. Họ nghĩ điều Phaolô nói là bởi biết rằng những người này sẽ đứng trước mặt Chúa và bị phán xét nên tôi sẽ thuyết phục họ. Bởi biết rằng sự kinh sợ của sự phán xét sắp đến trên những người này, nên tôi sẽ làm tất cả sức lực của tôi để thuyết phục họ, cho dù như đã nói trong câu Ring tôi nhì chương 5, cho dù họ có thể nghĩ là tôi mất trí. Nhưng đó không phải điều ông nói. Paulo nói như thế này. Bởi biết rằng tôi sẽ đứng trước mặt Chúa và tất cả mọi thứ của tôi như là một người giảng dạy và tất cả mọi động cơ của tấm lòng tôi sẽ được bộc lộ. Bức màn sẽ được lột xuống giống như vết cắt qua xác một con nai. Tất cả mọi thứ về tôi sẽ được lột trần và rõ ràng trước mặt Chúa. Và bởi kính sợ Đức Chúa Trời nên tôi giảng theo cách này, dù các bạn nghĩ tôi có lý hay mất trí. Có rất nhiều thứ đang bị đe dọa ở đây. Rất nhiều thứ đang bị đe dọa ở đây. Sự lo sợ lớn nhất của tôi cho bạn không phải là các bạn không được bày tỏ nhiều về tin lành như rất nhiều nơi tôi đã từng giảng dạy, nhưng nỗi lo sợ lớn nhất của tôi cho các bạn đó là các bạn đã được bày tỏ về tin lành hết lần này đến lần khác nhưng các bạn vẫn chưa có tai để nghe. Và nếu các bạn chưa có tai để nghe, đừng đổ lỗi cho thiên thượng bởi vì đó là lỗi của các bạn. Hãy lắng nghe. Xét thử chính mình. Xét thử đường lối mình. Bạn có biết đứng Chris không? Và đứng Chris có biết bạn không? Có không? Vài người các bạn sẽ vào chức vụ. Tất cả các bạn sẽ vào chức vụ. Vài người các bạn sẽ đi ra và sẽ ban ra sự sống vì các bạn có sự sống. Vài người các bạn các bạn chỉ tìm cách để qua khỏi những ngày tiếp theo. Các bạn sợ hãi nó đến mức không thể tin được và chỉ cố tìm cách để quay lại một lần nữa, làm lại cuộc đời một lần nữa mà không có cách kiểu chức vụ như thế này. Vài người các bạn sẽ bàn ra sự sống vì các bạn có sự sống. Vài người các bạn sẽ bàn ra sự chết bởi vì đó là tất cả mà bạn có có những người trong các bạn là cơ đốc nhân thật và các bạn nhút nhát trong lòng e ngại với việc ra ngoài làm chứng tôi hiểu điều đó rằng các bạn lo ngại việc ra ngoài và giao giảng mỗi lần tôi chuẩn bị đứng lên ở ngoài đường và giảng tôi muốn các bạn biết rằng tôi rất lo ngại tôi hiểu điều đó nhưng có những người trong các bạn chỉ là không quan tâm bởi vì các bạn không biết ngài vì các bạn không mang kho báu quý giá đó trong tấm lòng mình Giờ tôi muốn kết thúc bằng việc nhìn nhanh vào nhất Thessalonica một lát. Paulo nói trong câu 4 chương 1 Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa trời, chúng tôi biết ngài đã chọn anh em. Phaolô nói tôi biết anh em đã được biến đổi, tôi biết anh em là sự lựa chọn của Chúa, tôi biết anh em là Cơ đốc nhân. Làm sao ông biết? Câu 5, vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bởi lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng đức thánh linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Điều đó có xảy ra với các bạn không? Tin lành có đến với các bạn theo cách đó không? Hay các bạn chỉ cầu nguyện một lời cầu nguyện mời Chúa Giêsu bước vào lòng mình? Và sau đó có vài người giảng dạy tuyên bố trên các bạn sự cứu rỗi. Hãy nhìn vào điều ông nói. Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bởi lời nói, nhưng điều gì xảy ra, nó đến bằng quyền năng. Nó đến bằng quyền năng. Tin lành có đến bằng quyền năng trong đời sống bạn không? Chỉ cho các bạn tội lỗi, chỉ cho các bạn bạn cần đứng Chris, bày tỏ đứng Chris cho các bạn, đưa cho các bạn sự đảm bảo thực sự trong tấm lòng rằng bạn đã thực sự được biến đổi. Ông tiếp tục. Trong câu 5, tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bởi lời nói nhưng bằng quyền phép, bằng đức thánh linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Anh em biết rõ khi còn ở giữa anh em, chúng tôi đã sống vì anh em như thế nào. Anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa. Bạn đang theo gương ai? Giờ tôi biết tôi nghe có vẻ giống như khủng long thời tiền sử. Giống như một di tích đạo đức từ những năm 50 với một mái tóc cắt phẳng. Nhưng các bạn đang theo gương ai? Hãy đưa iPhone của các bạn cho tôi. Đưa iPad cho tôi. Đưa máy tính cho tôi. Để tôi thấy các bạn đang xem gì. Hãy để tôi đi theo xung quanh các bạn và tôi sẽ thấy rằng một vài người các bạn đang bắt trước thế gian và các ngôi sao của thế gian này và thời trang của thế gian này tất cả mọi điều của thế gian bởi vì các bạn yêu thế gian vì các bạn thuộc về thế gian các bạn đang bắt trước ai Paulo nói ông biết những người anh em này là cơ đốc nhân vì họ học theo gương những cơ đốc nhân thật là một sự đau lòng khi tôi thấy ngay cả trong vòng những người cải cách mới và những người trẻ với tất cả giáo lý thần học hay ho của họ họ nắm lấy thần học tốt của họ nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết nó không thay đổi cách họ nói nó không thay đổi sự nam tính của họ. Mặt khác, nó cũng không thay đổi sự nữ tính của họ. Nó không thay đổi quần áo, nó không thay đổi lời nói, nó không thay đổi truyền thông, nó không thay đổi bất cứ thứ gì. Vậy nên đừng nói với tôi về những giáo lý tốt của các bạn. Leonard Ravenhill từng nói, tất cả mọi người muốn một định nghĩa mới về nền cơ đốc, nhưng điều chúng ta cần là một sự bày tỏ cũ về nền cơ đốc. Bạn đang bắt trước ai? Tôi không quan tâm khi bạn trích dẫn John Calvin và bạn trông giống thế gian. Tôi không quan tâm khi bạn cầm quyển học kinh thánh của John MacArthur nếu bạn vẫn trông giống thế gian. Bạn đang bắt trước ai? Kể cả các bạn là Cơ đốc nhân thì vẫn cần nghe điều này. Đừng cố để trông giống một phiên bản sạch sẽ hơn của những sự bất khiết xung quanh bạn. Chúng ta không liên quan với thế gian này bởi vì chúng ta trông giống thế gian. Nhưng bởi vì chúng ta hoàn toàn khác biệt. Như tôi đã nói, một mái tóc được cắt 50 đô, kính mắt thời thượng, quần jean bó và một hình xăm không làm nên một tiên tri. Nhưng một người nam và người nữ được đổi mới trong tâm trí bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng của lời Chúa. Phao-lô nói anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. Tôi đã làm việc với một người đàn ông ở Iran, nhưng người bạn thân của ông bốn người đều đã bị sát hại. Ở Iran hội thánh đang lớn mạnh một cách chưa từng có, một cách chưa từng có. Họ đã tiếp nhận đạo giữa nhiều sự hoạn nạn. Các bạn có đang bước đi với Ngài và không có sự hoạn nạn nào? Hay là nếu lời tiên tri được ứng nghiệm trên bạn, và nếu bạn không thể chạy với những người bộ binh, thì làm sao bạn chạy được với ngựa? Nếu bạn không thể hầu việc ngài ở giữa một nơi toàn là tin lành, nếu bạn vẫn còn đầy xác thịt và thế gian, và bạn không thể hầu việc ngài ở đây, thì bạn sẽ hầu việc ngài trong cơn đại nạn như thế nào? Bạn sẽ không. Bạn sẽ xà ngã. Bạn sẽ chứng tỏ điều mà bạn luôn luôn là. Nó không phải như vậy. Họ đã tiếp nhận đạo giữa sự hoạn nạn. Câu 7. Vì vậy, anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả tín hữu. Tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi mà tôi luôn hỏi các nhà truyền giáo. Chúng ta sẽ kết thúc với điều này bởi vì các bạn đều sẽ bước vào chức vụ. Đây là điều tôi hỏi các nhà truyền giáo. Phần nào trong giáo lý của quý vị và phần nào trong đời sống của quý vị nên được xuất ra và phần nào nên được lưu kho tin lành mà quý vị giảng dạy nó có nên được xuất ra hay lưu kho những người tin kính kia các bạn sẽ đi ra và khiến thế giới này tốt đẹp hơn các bạn có muốn tất cả mọi người ngoài kia có sự tin kính của các bạn không sự đạo đức của các bạn biệt riêng khỏi thế gian khi họ bắt chước các bạn thì điều đó có giúp ích cho họ không nếu họ theo gương các bạn điều đó có ích lợi cho họ không đời sống họ có tốt hơn vì họ theo tấm gương đạo đức của các bạn không còn đời sống cống hiến của các bạn thì sao các bạn muốn người ta có bao nhiêu phần trăm đời sống cống hiến của các bạn các bạn sẽ đi ra dạy dỗ thế gian ngay bây giờ các bạn có muốn họ đều có đời sống cống hiến của các bạn không hay đời sống cống hiến của các bạn nên được lưu kho Ôi. Tôi đã nói những lời khó nghe ở đây ngày hôm nay, nhưng <laughs> đó chỉ bởi vì tôi yêu các bạn. Tôi muốn thật nhiều điều cho các bạn. Tôi muốn các bạn nghĩ, những người các bạn là cơ đốc nhân, hãy gắng sức, hãy gắng sức. 30 năm đã trôi qua trong đời tôi và chỉ có một từ cho tôi, hãy gắng sức, hãy gắng sức ở những dãy núi của peru trong thời chiến tranh nếu bạn gặp một người anh em đang đi xuống con đường mòn với con lừa của ông ấy và bạn nói anh khỏe không thì anh ấy sẽ nói tăng trưởng tăng trưởng nếu bạn là cơ đốc nhân hãy tăng trưởng trong đạo đức trong học thức tất cả mọi người đều muốn làm mọi thứ nhưng điều bạn làm không quan trọng nếu đó không phải là con người bạn hãy tập trung vào bản chất vào bản chất vào việc là một cơ đốc nhân, vào việc là thánh khiết, vào việc biết Chúa để khi bạn mở miệng ra thì có sự khác biệt, chứ không chỉ là một sự truyền giáo điển hình, nhưng lời Chúa phát ra. Những tiến độ tăng trưởng hay đi, có quá nhiều thứ cho các bạn, quá nhiều sự vinh hiển, còn rất nhiều sự hiện diện của Ngài nữa, còn rất nhiều sự sống của Ngài nữa, rất nhiều quyền năng của Ngài nữa. Tôi đã có 30 năm và thậm chí tôi còn chưa chạm được tới chân núi Everest của quyền năng Ngài trong đời sống cơ đốc nhân hãy can đảm nhưng với những người khác các bạn đã bị đánh dấu ngày hôm nay các bạn biết lương tâm đang gào thét với các bạn các bạn biết các bạn không đúng các bạn biết điều đó hãy ăn năn hãy ăn năn một người bạn thân của chúng tôi làm việc ở vùng quê Peru, một người truyền giáo. Và trong lời làm chứng của anh, anh kể lại về người anh em của mình, thực sự là một nhà truyền giáo lớn. Anh ấy đồng hành cùng anh kia trong việc truyền giáo, sắp xếp mọi thứ, các nền tảng. Anh rất tự hào về người anh em của mình. Hai người rất gắn kết với nhau. Hai người đi cùng nhau và làm việc ở Romania và nhiều người được cứu. Và một buổi tối nọ, khi diễn giả đang giả, người đàn ông trẻ này Người đã làm rất nhiều công việc trong chức vụ, nhận ra rằng, tôi hư mất. Tôi hư mất. Tôi không phải là cơ đốc nhân. Và anh ấy rất xấu hổ. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh không để anh đi. Ngài nắm lấy tấm lòng anh, dung chuyển anh, giữ lấy anh, cho đến khi anh đến với người anh em mình trước mặt toàn hội chúng và nói, tôi đã hư mất. Nhưng tối nay, Chúa Giêsu đã cứu tôi. Có lẽ điều tương tự cũng sẽ xảy ra vào tuần này với các bạn. Các bạn được gửi vào chức vụ, nhưng giờ các bạn nhận ra tôi không có gì để ban ra cả, chẳng có gì trong tôi. Tôi trống rỗng. Tôi không biết Ngài. Giờ ma quỷ sẽ nói với các bạn rằng nếu các bạn đi và công khai điều này, thì mọi người sẽ cười và chế nhạo bạn. Đó là điều đã xảy ra với vợ tôi Cô ấy đã đến rừng Amazon vì đường Chris. Cô ấy đã phải ăn những thứ mà thậm chí một con dê không thể nuốt nổi. Cô ấy đã ở đó với tôi khi bom nổ và súng máy dã liên tục và làm tất cả mọi thứ và cô ấy vẫn không phải là một cơ đốc nhân. Và rồi, vào một buổi tối phước hạnh tuyệt vời, Chúa đã cứu cô ấy. Và cô ấy rất sợ. Anh Paul ơi, người ta sẽ làm gì với anh đây? Họ sẽ tìm mọi cách để hạ gục anh. Sẽ là như vậy. Tôi nói, anh thà bị hạ gục trong chức vụ để vợ của anh được lên thiên đàng. Nhưng các bạn biết gì không? Những người tin Chúa thật sẽ không như vậy đâu. Bạn biết họ sẽ làm gì không? Họ sẽ khóc với niềm vui. Họ sẽ, họ sẽ rất hạnh phúc. Đừng để ma quỷ lừa dối bạn. Hãy tin cậy đường Chris, các anh em yêu dấu của tôi. Hãy tin đường Chris. Hãy tin cậy Ngài. Hãy cùng cầu nguyện.